Hello hello, xin chào và cảm ơn anh chị đã quay lại với Di động Minh Huy và em là Minh Huy đây. Hôm nay Minh Huy rất là vui và phấn khởi khi giới thiệu quý anh chị những mẫu máy mới nhất của shop Di động Minh Huy anh chị nhé. Anh chị có thể nhìn thấy ngay những mẫu máy ở đây như là LG Wing này, cũng mới toanh mới về này, hoặc là một số dòng máy khác như là LG Velvet và LG V50s, LG V40 nhà em Huy cũng có luôn. Anh chị đặt hàng liên hệ trực tiếp 0933600386. Anh chị là những người mới đến thì cho em Huy xin một like, một đăng ký kênh nhé, để em Huy có thêm động lực ra nhiều video hơn nữa. Và ngày nào em Huy cũng lên video cho quý anh chị cùng xem luôn. Lịch phát sóng của em Huy thường thường vào buổi tối tầm khoảng 7:30-8 giờ anh chị nha. Và bên em ấy là có ship code toàn quốc, anh chị nhận máy anh chị được mở ra này, kiểm tra lắp sim này, được dùng thử nghe gọi thử này, được chụp ảnh thử, quay camera nghe nhạc thử, nói chung là dùng thử kiểm tra được thanh toán đúng như em Huy giới thiệu, đúng mẫu mã, đúng sản phẩm và đúng như kiểu là phụ kiện tặng kèm thì hãy nhận đấy chị nhá. Đặt hàng thì có cọc trước một chút, 50, 100, 200 đấy, tùy vào giá trị của máy, máy càng cao thì mình cọc nhiều hơn một chút anh chị ạ. Và em Huy có hỗ trợ anh chị là gọi điện qua video để mình chốt đơn hàng anh chị nhá. Và cô chú anh chị mà lớn tuổi quá mà không chuyện cọc được thì mình có thể gọi Zalo trực tiếp video để mình chốt đơn. Nói chung là rất là đơn giản thôi. Ai em Huy cũng muốn hỗ trợ cho quý anh chị có một con máy tốt, một con máy ngon để sử dụng, bền bỉ, trải nghiệm. Và mình dùng con máy đấy, mình dùng tốt rồi, mình nhớ là lan tỏa đến mọi người để mọi người cùng ủng hộ em Huy nhá. Đặt hàng liên hệ trực tiếp 0933600386 hoặc là Zalo số này em Huy cũng có này. Đầu tiên giới thiệu quý anh chị một con Samsung Galaxy Z Fold thế hệ thứ 3 anh chị ạ. Tình trạng máy móc thì phần lưng này zin đẹp, khung viền các cạnh em Huy thấy cũng khá là ok. Em này là phiên bản chính hãng Việt Nam nhé. Sẽ có hai sim 26 anh chị ạ, hai sim vật lý. Màn hình ngoài của máy thì tèo rồi. Đấy, màn hình ngoài thì tèo rồi. Nhưng mà màn hình trong thì vẫn ok nhá. Đây, màn hình trong thì vẫn rất là ngon lành, đẹp, không ồ ám, không phân màu gì. Về Samsung Galaxy Z Fold 3 sẽ có cấu hình là RAM 12GB, bộ nhớ là 256GB và chạy con chip Qualcomm Snapdragon 888. Là phiên bản chính hãng nên sẽ có hai sim vật lý anh chị nhá, có ghi âm cuộc gọi luôn. Máy này em Huy cũng muốn để dùng này, cam trước này. Đấy, nét cũng khá là căng nhá. Cam sau thì cũng ở mức gọi là nét căng nét luôn, có góc rộng, góc siêu rộng này, có hỗ trợ zoom cho quý anh chị. Nói chung là phóng to các thứ thu nhỏ ok luôn. Cam trước cam sau đều ở mức gọi là đẹp và sắc nét luôn. Đấy, mỗi tội là hỏng cái màn phụ này thôi. Màn phụ này anh chị này mà cần thay thì nó rơi vào tầm 2 triệu nhá. Nguyên con máy này em bán cho quý anh chị là 6.200.000 anh chị nhá. Thanh lý hộ khách, đấy, máy chân, bao test cho quý anh chị 10 ngày 10 đêm cho anh chị yên tâm sử dụng ạ. Đấy, chức năng thì ok đấy, hai sim 26, hai sim vật lý. Tiếp tục quay về mã LG nha. LG lâu rồi em mới có hàng này. Lên cho quý anh chị, đầu tiên là con LG V40. Một con máy LG mà phải nói là tiền ít mà thịt nhiều. Máy sẽ có một cái màn hình là 6:4, độ phân giải màn hình là 2K anh chị nhá, 2K luôn. Khung viền các cạnh thì đẹp loang keng, cụm cam sáng đẹp này. Cấu hình em này sẽ có là RAM 6GB, bộ nhớ là 64GB và chạy con chip của máy là con chip Qualcomm Snapdragon 845 anh chị ạ. Chipset thì mượt mà, chức năng thì ok. Và trong tầm tiền này em đánh giá đây là một con máy có loa hay, camera đẹp, cấu hình cũng mượt nhá, cấu hình thì rất là mượt rồi, cam trước cam sau cũng đều ok này, và cấu hình sẽ chạy con chip 845 nhá, chung là chơi game vẫn ok, cam trước có đầy đủ góc rộng và cảm biến góc siêu rộng luôn nhá. Nói chung là mua một con máy giá hơn 2 củ mà có tận 2 camera trước, 3 camera sau là 5 camera, ưu điểm là cấu hình khỏe, màn hình đẹp, chức năng ngon và cũng khá là mượt mà, nhược điểm là pin hơi ít nha, anh chị nào mà thích pin trâu thì không mua con này, mua con khác giúp em. Tiếp tục thì LG, nhà em đang có thêm cho quý chị là LG Velvet nhá, hôm nay có một em Velvet này. Tình trạng máy thì đúng là đẹp mà long lanh luôn, long lanh lấp lánh luôn ạ, lưng cực kỳ đẹp nhá. Khung viền thì cạnh trên còn nguyên siêu lông viền này, đấy, bóc cái siêu ra là đẹp như mới luôn. Chung là viền vọ rất đẹp, nó rất rất đẹp. Màn hình thì đẹp, không ồ ám, không xước xác gì. LG Velvet sẽ có một cái màn hình rộng là 6.7 in, 6.8 in, em hình như không rõ lắm nhưng mà tầm 6.7, 6.8 in. Cấu hình em này sẽ có là RAM 6GB, bộ nhớ sẽ là 128GB đấy, và chạy con chip Qualcomm Snapdragon 765 có hỗ trợ 5G. Máy thì như con Velvet này đã lên sẵn hai sim 26 của quý chị rồi. Em này thì hệ camera em thấy là cũng đẹp nhá, cam sau cam trước em thấy là cũng ok đấy. Lâu lắm mới có một con Velvet để bán cho quý anh chị, mã này nhiều khách hỏi vô cùng luôn, cam trước cam sau đều đẹp nhá, loa kép nghe nhạc hay, màn hình thì cong tràn mà giá có 3.200.000 một cây anh chị ạ. LG Velvet nhá, có ốp lưng rắn màn, sạc cáp và miễn phí ship toàn quốc. LG em có là LG V50s này. Trên tay em đây là LG V50s nha. Tình trạng khung viền cạnh trên, cạnh bên, cạnh dưới, các cạnh rất là ok luôn. Máy đẹp keng nhá. Bóc cái siêu ni lông này ra này. Đây có một cái siêu ni lông này, bóc ra nhá. Chân sạc của nó là sạc đẹp leng keng xà beng luôn. Máy hàng tồn kho cực kỳ chất. Cái sản phẩm LG V50s sẽ có cấu hình ấy của máy sẽ là có RAM 8GB, bộ nhớ là 256GB.
Nói chung là cấu hình rất là dồi dào anh chị ơi, cấu hình cực kỳ dồi dào nhá. Và chạy con chip là con chip Qualcomm Snapdragon 855, RAM 8 bộ nhớ 128 anh chị, RAM 8 bộ nhớ 256 thì anh chị biết rồi, cấu hình là thoải mái dùng, chip 855 thì cũng rất là thoải mái luôn. Ngoài ra nhá, máy còn có cả vân tay ở ngay bên trong màn hình. Đấy, nói chung là anh chị có thể là thêm vân tay vào trong màn hình nhá, chạm một cái ở đây này là ok. Màn hình thì sáng đẹp không màu ám gì, cam phía sau cũng nét, có góc rộng góc siêu rộng, cam trước cũng ok, có cả loa kép nhá. Cái dòng này nghe nhạc hay, pin 4000 cũng ok, ngon lành dùng một ngày thoải mái. À, chức năng ngon, máy móc mượt mà giá rất là hợp lý ạ. 2.990.000 một con V50S. À, LG nhá, hãng LG ạ, hãng LG đấy ạ. Tiếp tục lên cho quý anh chị một con LG Win. Mẫu này thì lâu lắm mới về anh chị ạ. Mẫu này thì nếu mà máy đẹp leng keng xe beng thì nó rơi vào mức giá cao hơn, nhưng mà con này thì giá rất là phù hợp với phần đa anh chị để anh chị thoải mái trải nghiệm. Vẫn có một con LG Win, màn hình đẹp không xước xát gì, được chưa? Và màn hình rộng 6.8 inch, đẹp, sắc nét, không gồ ám, không có phân màu gì, được chưa? Nét căng luôn này, viền cực kỳ mỏng, phải nói là con này viền mỏng, chức năng ngon, màn đẹp không gồ ám gì. LG Win chỉ có cấu hình là RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, viên pin 4000mAh, chạy con chip Qualcomm Snapdragon là 765, có hỗ trợ 5G, chung là máy móc thì mượt mà anh chị ơi, không có gì để chê nhá, cựa tiền này quá là hợp lý luôn. Máy có màn chính 6 inch 8 này, còn một cái màn phụ thì nó bé hơn một chút, màn phụ nó tầm khoảng 3.9 inch. Nói chung là màn hình phụ em thì cũng đã dán cho quý anh chị một cái tấm PPF rồi cho nó đỡ xước anh chị ạ. Đấy, gọi là nó cạt này nhiều, không may cái bụi nó rơi vào nó lại xước. Đấy, thì em thì cũng cẩn thận cho quý anh chị. Màn chính em thì cũng tặng cái dán PPF cho quý anh chị luôn nhá. Về hệ camera thì em thì đánh giá là cam cũng khá là ngon lành cảnh quất đấy ạ. Camera sẽ có là cam sau, có góc rộng, góc siêu rộng, và cam trước cũng có một cái cảm biến pop-up ở đây, nâng lên, tụt xuống. Nói chung là cam cũng ok, hình ảnh sắc nét vô cùng luôn. Nói chung là cựa tiền này, em nghĩ là chọn con này là hợp lý anh chị nhá. Giá này có 3.990.000 đấy, gà 4 triệu đi nhỉ, 3.990.000 nhá. LG Win, đấy, một con máy gọi là cực kỳ độc đáo, cực kỳ độc lạ luôn. Mua một được hai, mà giá thì nó rẻ hơn cả một anh chị ạ. LG Win nhá. Tiếp tục lên cho quý anh chị mẫu Samsung. Samsung nhà em đang có là mẫu M33 này. Mẫu này thì đúng là ngày nào cũng có đơn cho anh chị khách hàng thân thương bên em luôn. Tình trạng máy móc thì ngon, em Huy rất là muốn anh chị mua con máy này, tại vì cấu hình nó cũng ok này. RAM 6, bộ nhớ 128GB, con chip Exynos 1280 là tiến trình là 5 nanomet. Nói chung là chip cũng là chip đời mới bây giờ rồi, cũng là chip cao. Máy thì có lựa chọn màu sắc đa dạng, đó là gì ạ? Màu xanh đen, màu ngọc và màu trắng cho anh chị lựa chọn. Tình trạng máy thì nói chung là tuyệt vời luôn, đa phần còn siêu nylon viên. Còn nếu mà anh chị lấy máy phẩy, máy cũ hơn thì em bán với anh chị mức giá chỉ là 2.8 triệu thôi. Tất nhiên em Huy bán ra đã tặng kèm là ốp lưng này, dán màn, sạc cáp chuẩn zin siêu nhanh 25W miễn phí ship toàn quốc. Nói chung là em Huy cũng rất là cố gắng cung cấp cái dịch vụ và sản phẩm tốt nhất cho quý anh chị rồi. Anh chị nhớ là để lại cho em Huy xin một like, một đăng ký kênh nhá. Ai mua máy em Huy rồi comment bên dưới động viên em Huy đi. Máy sẽ có là cấu hình RAM 6GB bộ nhớ 128 đây, có sẵn rồi nhá. Tên của máy là M33 đấy, mã Hàn Quốc anh chị nhá. Bạn Hàn thì dùng một SIM anh chị ạ. Chức năng ngon, pin 5000, sạc siêu nhanh 25W này. Mã này hiện tại bên em giá là 3 triệu nhá, thấp hơn là tầm 2.8 triệu cũng có hàng. Tiếp tục lên cho quý anh chị mã Samsung Galaxy A33 5G. Con này thì cấu hình cũng ok, giá cũng cực kỳ êm luôn. Giá là 3.3 triệu nhé, có một cây thôi ạ. Tình trạng lưng đẹp, viền thì nó xấu anh chị nha. Con này thì viền nó có cấn móp, có hơi xấu. Dùng ốp lưng thì vẫn ok. Màn hình thì sáng đẹp, không ồ ám, không phân màu gì. Giá con này là 3.3 triệu thôi. RAM con này sẽ có bao nhiêu ạ? RAM con này sẽ có là 6GB, bộ nhớ 128 nhé. Chip thì vẫn là con chip rất là thần thánh rồi. Exynos 1280, tiến trình 5 nanomet. Cụm cam sáng đẹp, màn hình Super AMOLED 90Hz mượt mà. Giá con này hiện tại là 3.3 triệu, full phụ kiện nhá, không lấy phụ kiện, không lấy khuyến mãi, trừ 200k. Mấy con máy này tuy là máy cỏ anh chị ạ, máy nó thật là nói nó hơi thực tế một chút là máy cỏ, giá rẻ, nhưng mà em Huy vẫn là tặng phụ kiện là chuẩn zin siêu nhanh, nên là nếu mà anh chị lấy mỗi cái máy không, không khuyến mãi, không phụ kiện, không ship thì em bớt 200k nhá mỗi cây. Bọn này đúng là bớt một cái vào là cũng được nhiều đấy. Mã Pixel em đang có là Pixel này, là Pixel 5A 5G và Pixel 6A, thì 6A em vẫn còn được một ít anh chị ạ, tầm 5-7 cây thì em lên nốt cho quý chị luôn nhá. 5A 5G sẽ có cấu hình như sau. RAM sẽ có 6GB bởi nhớ 128GB. Con chip sử dụng đánh máy là con chip Qualcomm Snapdragon 765 có hỗ trợ 5G. Máy móc thì khá là mượt mà. Pin 4400 em Huy đánh giá là cũng ở mức gọi là ngon và lành luôn, anh chị dùng và trải nghiệm thoải mái nhá. Camera Pixel thì chụp ảnh đẹp, loa Pixel thì hay, máy Pixel thì mượt mà, cập nhật Android mới nhất thì vẫn cứ là ngon luôn. Chức năng ngon lành, thiết kế máy cũng ok, dòng này pin rất là trâu. Có một con thôi em bán thanh lý 2.8 triệu nha, bán hộ khách. Tiếp tục lên cho quý chị dòng Pixel, có Pixel 6A này. Lưng liếc thì các thứ cũng ở mức gọi là khá là đẹp, máy gọi là zin phẩy đẹp. Nhưng mà mức giá thì nhiều anh chị bất ngờ đấy ạ. Máy có vân tay một chạm bên trong màn hình. Màn hình sẽ có màn hình rộng 6 inch 2,
RAM 6GB, bộ nhớ 128, chip sử dụng trên con máy là con chip Qualcomm. Không phải đâu, con chip Google Tensor. Google Tensor của Google nhá. Màn mộng ok, sắc nét này, chức năng ngon lành, máy móc mượt mà. Giá cả em này hiện tại bên em ấy rất là êm nha. Có 3.750.000 thôi. Không thể tin nổi luôn ạ. Pixel 6a nhá. Ngày này khoảng 5 tháng trước em bán là 5 triệu đấy ạ. Bây giờ có 3.750.000 thôi. Cam trước cam sau nét căng này. Có hỗ trợ Android 14 nhá. Anh chị mua con này, máy này ưu điểm là loa nghe nhạc hay, mượt mà, Android mới nhất, chức năng ngon và cũng bền lành nữa. Nói chung là loa con này dòng Pixel loa bass nghe cực kỳ căng. Đấy, Pixel là Pixel 6a nhá. Tiếp tục lên cho quý anh chị dòng Pixel, thế là hết rồi. Lên Samsung đây. Samsung đây là mã Samsung X-Cover Pro, nồi đồng cối đá luôn. Nói chung là dòng này bền bị cực kỳ. Đấy, và dùng chắc chắn là rất là ok rồi. Tại vì cấu hình rất là ok nhá. RAM em này thì sẽ có dung lượng RAM của máy là 4GB 64, nói chung là cũng đủ dùng. Chạy con chip là con chip Exynos gì đấy em không nhớ tên, nhưng mà máy có hai sim ngon lành nha, hai khe sim hai sóng sử dụng ok. Em này sẽ có là RAM 4GB 64 này, và màn hình cũng rất là đẹp và nét, pin 4000 mAh. Camera thì cam trước cũng ở mức gọi là nét căng nhá, cam sau 25 MP, có cảm biến góc siêu rộng cũng có, và cảm biến X1 cũng có. Nói chung là hệ cam được này, và khá là nhiều nút bấm chức năng, như là đây là nút gọi nhanh cái trợ lý này. Thứ hai là nút bật đèn pin, bật tắt đèn pin, và có jack 3.5mm để đủ hết. Có đèn thông báo này. Ngoài ra bên dưới còn có một cái chân cắm để anh chị cần có cái đốc anh chị dựng vào. Đấy, nó như một cái bộ đàm, nói chung rất nhiều tính năng hay ho. Con này là cái dòng chống nước chống bụi nhá, chống va đập, giá 2.6 triệu thôi ạ. Samsung X-Cover Pro. Tiếp tục lên cho quý anh chị dòng Samsung có màn đẹp nhá. Đây là mã Samsung Galaxy A82, phải nói là có những em còn nguyên ni lông túi bóng này rất là ưng ý ạ. Riêng cái màn hình đã đáng tiền máy rồi. A82 có cấu hình là RAM 6GB bởi nhớ 128. Chip sử dụng trên con máy này là con chip Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Viên pin em này sẽ có là viên pin 4500 mAh. Chung là con này là sẽ có là pin ok này. Màn hình đẹp nhất tầm tiền, loa hay nhất tầm tiền, và camera cũng đẹp nhất tầm tiền luôn của máy Samsung nhá. Em này hiện tại bên em thì mức giá chỉ có 4 triệu tròn thôi. Tiếp tục lên cho quý anh chị một hai em M53. Mã này thì còn 1-2 cây, em lên nốt cho quý anh chị nha. Con này lúc ra mắt nó là 11-12 triệu, anh chị lưu ý giúp em nhé. M53 mới 2 năm thôi, bây giờ thì nó còn có 1/3 tiền anh chị ạ. M53 sẽ có một cái màn hình 6.7 inch, Super AMOLED nhé, tấm nền cũng là Super AMOLED rồi, Aquantum 3, dòng bảo mật lượng tử. Con này sẽ có cấu hình là RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, và máy móc cũng rất là mượt mà, có hỗ trợ 5G, viên pin là 5000 mAh, có sạc cho quý anh chị. Đấy, là sạc siêu nhanh 25W. Camera của máy thì cũng thuộc dạng bá cháy bọ chét luôn nhá. Cam sau lên đến là 108 MP, khả năng chụp ảnh thì rất là ổn áp, chi tiết cực kỳ cao. Cam trước độ phân giải chính lên đến là 32 MP. Anh chị livestream live chụp các thứ như MV này rất là sắc nét và đẹp nhá. Giá em M53 5G này có một con nữa thôi là 3.9 triệu nhá. Hết hàng anh chị ạ, mã này đúng là cháy hàng luôn. Đấy, tiếp tục lên cho quý anh chị mã Samsung Galaxy A32. Nói về màn hình đẹp, chụp ảnh đẹp thì A32 cũng là một cái đối thủ đáng để mà nhắc đến đấy ạ. Khi mà có một cái viền màn hình các cạnh em thấy là cũng khá là mỏng rồi. Thứ hai là màn hình 6.4 inch Super AMOLED mà mức giá rất là hợp lý luôn. Cam sau này có cảm biến 0.5x1 và zoom 10x ạ. Cam trước đấy, đẹp nét căng nhá. Cam trước này không tầm thường đâu, 20 chấm đấy ạ. Cam sau cũng không bình thường đâu, 64 MP đấy ạ. Nói chung là camera em này đẹp, màn hình đẹp, RAM 4/64, máy móc mượt mà, pin trâu 5000 nhá. A32 cũng rất là đáng để mua. Samsung thì mấy dòng A này quá là quen thuộc rồi. Em lên cho quý anh chị cái dòng Sony này nhá. Sony Xperia X5 Mark 3. Cấu hình em là sẽ có là 8GB RAM, bộ nhớ 128. Nói chung là chip 888 với lại màn 120Hz thì quá là mượt mà anh chị ạ. Lưng liếc đẹp này. Khung viền cạnh trên, cạnh bên, cạnh dưới các cạnh rất là ok nhá. Màn mụn 6.1 inch, 6.2 inch, 6.1 inch, đẹp và sắc nét 120Hz. Camera này có cả camera cảm biến zoom nhá. Chung là cam thì đẹp rồi. Dòng này cam nó rất là ưng ý anh chị ạ. Phải nói là cam của Sony, nét như Sony mà. Loa của Sony nghe cũng cực kỳ hay luôn. Đấy, cam trước cam sau, loa trước loa sau ok hết. Giá em này hiện tại bên em rất là êm nha. Sony Xperia X5 Mark 3. Giá em này hiện tại bên em thì cái này bao tiền ta? 4.3 triệu nhé, đang sale đấy ạ. Note 20 5G này em cũng có một ít máy cho quý anh chị luôn. Anh chị lưu ý này, con nào có chữ Manufacture in Việt Nam hoặc là Manufacture in Korea là phiên bản sản xuất tại Việt Nam hoặc là Hàn Quốc nhá. Còn thị trường của máy là đa phần là như thế này, hai dòng mây là thị trường Mỹ anh chị ạ. Nên anh chị lưu ý giúp em nhé, cái máy này không phải máy Việt Nam đâu mà là máy Mỹ. Được chưa? Thứ nhất nữa lên cho quý anh chị là khung viền cạnh trên, cạnh bên, cạnh dưới các cạnh thì cũng ở mức rất là ổn đúng không ạ? Máy zin cũ đẹp được chưa? Màn hình của máy sẽ có một cái màn hình sáng đẹp, không ồ ám gì.
màn hình rộng là bao nhiêu ạ? 6.7 inch, RAM sẽ có là 8GB, bản Mỹ sẽ có 128GB bộ nhớ. Máy có đầy đủ tiếng Việt hết nha. Dùng app ngân hàng thoải mái, anh chị cứ yên tâm nhá. Máy mấy con máy Việt Hàn hoặc là Mỹ thì dùng app ngân hàng thoải mái, dùng tiếng Việt đầy đủ từ A đến Z luôn. Đây, bộ sưu tập này gần đây danh bạ đầy đủ hết ạ. Bàn phím có cả tiếng Việt nha. Đầy đủ hết, không thiếu cái gì cả. Nói chung là y chang. Đấy, máy bạn Việt. Cam trước nét căng này, cam sau vẫn nét căng nét luôn ạ. Em này có cả S Pen vẽ viết thoải mái. À, tặng ốp lưng dán màn sạc pin siêu nhanh 25W, miễn phí ship tận nhà. Note 20 5G, có hai màu là màu đen và màu đồng, giá là 5 triệu một cây nha. Tiếp tục lên cho quý anh chị là S20 FE, em đang có các cái mức giá như sau, anh chị tham khảo giúp em nhé. Đầu tiên là S20 FE đánh giá là một con máy nó rất là phù hợp trong phân khúc tiền này. Cựa tiền 4 đồng thì nó là vô địch tầm giá, tại vì sao? Cấu hình con chip Qualcomm Snapdragon 865 rất là chất lượng, màn hình 6 inch rưỡi 120Hz cũng cực kỳ mượt mà, lưng đẹp, cụm cam sáng đẹp. Cấu hình em này sẽ có dung lượng RAM của máy là bao nhiêu ạ? RAM em này sẽ có là 6GB, bộ nhớ là 128GB. Con chip sử dụng là con chip Qualcomm Snapdragon 865. Máy sẽ có là hệ camera cũng đẹp và sắc nét nha. Camera phía sau này, cam trước độ phân giải chính là 32 chấm. Nói chung là cam trước thì con này thì cam trước livestream thì cũng ở mức gọi là được khoảng 9-10 điểm rồi, không có gì để chê đúng không? Cam 32 chấm. Cam sau cũng đẹp nhá, cam sau cam chính là cũng nhiều chấm đấy. Nói chung là cam cũng ok. Máy móc mượt mà 120Hz, màn hình sáng đẹp. Pin 4.500, giá thì là 4.200.000 cũng có này. Những con máy đẹp, màn hình đẹp và rất là nét là 4.200.000. Còn máy mà bớt đẹp hơn một xíu thì giá tầm 4.000.000 cũng có anh chị ạ. Có tặng ốp lưng dán màn, sạc pin siêu nhanh 25W, miễn phí ship toàn quốc nha. Cái mã này em bán chạy nên lúc nào cũng về liên tục. Tiếp theo nữa lên cho quý anh chị mã S21 5G. Em vẫn có đầy đủ các màu cho quý anh chị là màu đen, màu trắng và màu hồng anh chị ạ. Khung viền cạnh trên, cạnh bên, các cạnh em thấy là rất là đẹp và nét luôn ạ. Chức năng của S21 5G thì ngon mượt mà rồi. Em Huy đã dùng con máy này khá là lâu nên em Huy vẫn có rất là nhiều thiện cảm với con máy này. Đặc biệt ấy là cái thiết kế rất là bền bỉ, màn hình này, đấy, phẳng giúp mình cầm nắm, mình không may rơi vỡ các thứ nó vẫn rất là bền bỉ. Kể cả hôm nay em Huy quay video trên kênh YouTube Di động Minh Huy, em Huy cũng dùng cái Samsung Galaxy S21 để quay nhá. Hình ảnh cho ra thì em tin là đẹp và sắc nét luôn. Con này sẽ có cấu hình là RAM 8GB, bộ nhớ em này sẽ có là 128GB. Máy là máy bạn Mỹ, sẽ có hai SIM 2 sóng anh chị ạ, một vật lý một eSIM nha. Cụm cam sáng trưng, máy móc zin đét, mướt mượt mượt luôn, cực kỳ đẹp và chất. Giá em S21 5G này hiện tại bên shop nhà em đang để cho quý anh chị với mức giá là 5.3 một cây nha. Full phụ kiện ốp lưng, dán màn, xả cáp siêu nhanh zin 25W, miễn phí ship tận nơi toàn quốc. Màn hình thì nét đẹp này, chức năng ngon, máy móc mượt mà. S21 5G 5.3 một cây. Note 10, Note 10 Plus thì số lượng cũng rất là hạn chế rồi. Lên cho quý anh chị nhá, hiện tại em có là hai màu đấy, và màu đa sắc và màu trắng thì anh chị lấy con nào cũng được nhá. Note 10 và Note 10 Plus em đều có đủ hai màu đây cho anh chị ạ. Note 10 Plus thì sẽ có RAM 12, bộ nhớ 256, chip 855. Còn Note 10 5G là RAM 8, bộ nhớ 256 và chip cũng là chip 855 luôn. Đấy, thì nếu mà anh chị thích máy to, một con máy to chắc chắn hầm hố thì lấy con Note 10 Plus. Dòng này siêu bền lành luôn, rất nhiều khách thích cái dòng này. Đấy, con này sẽ là có RAM 12GB, bộ nhớ 256, chip 855 rồi. Giá dòng Note 10 Plus là 6.3 triệu nhé. Còn Note 10 nhỏ 5G thì máy nó bé hơn. Pin Note 10 Plus là 4.500 thì pin Note 10 5G nó ít hơn, nó chỉ có 3.500 thôi. Nhưng mà con này giá nó êm hơn ạ, 4.650. Anh chị thích một con máy nó nhỏ gọn, cầm vừa vặn tay, đấy, dùng đa nhiệm thoải mái thì không thể bỏ qua con này nhá. RAM 8 của những 256 rất là dồi dào luôn. Ở cái dòng M53 em có một con nữa này, con máy là máy số 5 nhé, giá 3.700.000 thôi. Tình trạng lưng zin đẹp này, nhưng mà viền nó có phẩy một chút ở đây. Đấy, còn lại các cạnh em thấy là cũng rất là ok. Màn hình thì sáng đẹp, không ngủ ám gì, rất là nét, màn hình nét đẹp nhá. Cấu hình vẫn là RAM 8 bộ nhớ 128, chip là chip Dimensity 905G, chip bảo mật lượng tử. Tiếp tục lên cho quý anh chị một đôi mã Samsung S22 Plus này. Mã này thì em đang có bạn 256 và 128. Thực lòng mà nói thì hai cái bạn này lệch nhau có 400.000 thôi. Có nghĩa là bạn 128 với mức giá hiện tại là 7.800.000, còn bạn 256 mức giá hiện tại bên em ấy rất là hợp lý luôn, chỉ có 8.200.000 thôi. Mẫu này thì em thấy là rất là bền lành và ngon lành. Đây là phiên bản Mỹ anh chị nhá, thì sẽ có là hai SIM. Đấy, một SIM vật lý, một eSIM. So với cùng bộ nhớ thì bạn Mỹ thường thường là đắt hơn bạn Hàn 500 đến 1 triệu, anh chị lưu ý giúp em ạ. Cấu hình sẽ có là RAM 8GB, bộ nhớ 128 và 256. Hệ thống màu thì sẽ có hai màu là màu xanh, xanh rêu rất đẹp nhé. Màu này rất là nhiều anh thích này. Thứ hai là màu đen nhé, cũng không đẹp. Cũng đẹp không kém, xin lỗi là đẹp không kém, chứ không phải không đẹp đâu ạ. Màn hình thì sáng đẹp, camera của máy này, cam sau rất là đẹp và nét ạ, có cảm biến góc rộng, góc siêu rộng luôn, cam trước nét căng nhá. Đấy, cảm biến sau 50 chấm. Chung là hệ camera em này vẫn rất là đẹp và ưng ý. Máy móc thì gọn gàng, cầm vừa tay, pin bụng một ngày ok, loa kép nghe nhạc hay.
Mã này em thấy hợp lý cực kỳ ạ, full phụ kiện miễn phí ship toàn quốc. Ngoài ra anh chị mà không thích mã Ultra lấy cho em mã Plus thì lấy em mã Ultra nhá. S21 Ultra đang có gần như là đủ màu đấy anh chị ạ, có hai màu thôi. Đấy, em này thì sẽ là màu đen và màu bạc, hai màu rất là hot luôn ạ. Bản Mỹ cấu hình em này sẽ có là RAM 12, bộ nhớ 256, chip sử dụng đánh máy là con chip Qualcomm Snapdragon 888. Máy sẽ sử dụng một cái màn hình ấy to đẹp nha, màn hình em này rộng là 6.8 inch, độ phân giải 2K, tần số quét 120Hz, rất là mượt mà và ngon lành. Nói chung là cựa tiền S21 Ultra thì bây giờ mua con này quá là êm anh chị ạ. Rất là ưng ý luôn ạ. Cấu hình khỏe nhá, RAM 12, pin 5000 luôn ạ. Bộ nhớ là 128. Máy 2 SIM 2 sóng, một vật lý, một eSIM anh chị nhá. eSIM là SIM điện tử thôi. Nói chung là máy thì một SIM vật lý thì về cứ cắm SIM bình thường vào là dùng. RAM 12, bộ nhớ 128. Còn anh chị thích dùng thêm SIM 2 thì tại ứng dụng My Viettel hoặc ra điểm Viettel để mình thêm SIM 2 vào. Cấu hình này khá là êm nhá. RAM 12, bộ nhớ 128 ạ. S21 Ultra này, màu này cực kỳ đẹp luôn. Đấy, nhìn cái màu lưng là thấy zin đét rồi. Rất ưng ý nhá. Mã này là 8 triệu một cây. S23 Ultra này có một cây, khung viền các cạnh em thấy là cũng ở mức gọi là phẩy một chút nhá. Các cạnh em thấy khá là đẹp đấy ạ, nhưng mà có phẩy một chút ở đây, rất là nhỏ ở phần viền thôi. Còn lại các cạnh đều ở mức đẹp nhá. Màn hình thì sáng đẹp, không ồ ám, không phân màu gì. S23 Ultra đây là phiên bản Hàn, RAM 12, bộ nhớ là 256 và có ghi âm cuộc gọi anh chị ạ. Nói chung rất là ok. Pin này sẽ có một viên pin 5000mAh, rất là ổn áp nha. Và chạy con chip là con chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. 8 Gen 2 chứ. Con này 8 Gen 2. Đúng rồi, 8 Gen 2 anh chị ạ. Chung là chip trụng mượt mà, pin 5000, camera thì là 200 megapixel. Đấy, cam nét căng nhá, 200 megapixel luôn. Zoom 100x phóng to cực kỳ to luôn. Giá này là 15 triệu rưỡi. Còn nếu mà anh chị mà muốn gọi là tiết kiệm hơn thì lấy cho em con S22 Ultra đi. Mã này bên em giá cực kỳ êm rồi. Phiên bản là bộ nhớ là 8GB RAM, 128GB bộ nhớ thì giá hiện tại bên em chỉ có bao nhiêu ạ? 10.850.000. Còn bạn 256 thì cao hơn nhá. Lấy cho anh chị xem một con này, có màu đen và màu đỏ đô và khung viền thì đẹp, len keng spam, nguyên silicon viền. Màn hình đẹp keng nhá. Bên em bảo hành cả màn hình cho quý anh chị, cho quý anh chị yên tâm. Cực kỳ đẹp nhé, đẹp len keng spam luôn. Nói chung là như máy mới anh chị ạ, thiếu cái siêu đóng vào là thành máy mới. Mã này là 8128 là 10.850.000 nha. Và em thì cũng xin phép là kết thúc video tại đây. Và em còn rất là nhiều mẫu máy dòng A, dòng M cũng như là một số dòng S, dòng Note khác. Do thời lượng video có hạn em chưa lên hết được. Vì vậy anh chị muốn theo dõi thêm, đăng ký kênh hoặc là đấm comment bên dưới giúp em Huy, để em Huy làm thêm những mẫu máy khác nhé. Ngoài ra anh chị cũng có thể kết nối Zalo số điện thoại 0933 600 386 để đặt hàng sớm nhất. Di động anh Huy, hàng tốt, giá hợp lý. Nhớ là đăng ký kênh và ủng hộ kênh em Huy nhé. Đừng quên đặt hàng em Huy đấy.